khó đi vào giấc ngủ. Ngủ không sâu, thức dậy mệt mỏi là những vấn đề về giấc ngủ phổ biến hiện nay. Chính vì lý do đó, một nhà khoa học trẻ đã dành hết tâm huyết, nghiên cứu, sáng tạo nên một thiết bị cảm biến giúp con người làm chủ giấc ngủ. Những giải pháp hiện nay trên thế giới thì hoặc là rất là đắt tiền, hoặc là gây cảm giác khó chịu cho người dùng, mà lại không giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Khi mà Covid xảy ra, mọi người cảm thấy bị stress hơn rất là nhiều. Số lượng tìm kiếm trên Google để tìm sản phẩm về ngủ, tìm thuốc ngủ, hay là tôi bị stress làm sao để giảm stress, nó tăng lên. Bên mình đang đẩy mạnh việc phát triển thiết bị theo dõi chất lượng giấc ngủ. Thiết bị có thể lấy được cái sóng điện não và sóng điện mắt cũng như điện cơ. Nó sẽ giúp cho cái người dùng đó có thể có một cái nhận định chính xác về vấn đề về giấc ngủ của mình. Các bác sĩ có thể sử dụng cái thiết bị này trong vấn đề về kết hợp, về vừa chẩn đoán và vừa điều trị cho bệnh nhân luôn. Thì nó sẽ làm giảm bớt được cái vấn đề về lệ thuộc vào thuốc. Hiện đang giảng dạy tại Đại học Colorado Mỹ và Oxford Anh. Nhưng bên cạnh nghiên cứu, giáo sư Tâm vẫn mong muốn mang những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đến gần hơn với mọi người. Kể cả tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, mọi hoạt động thử nghiệm phải tạm dừng, nhưng anh vẫn luôn lạc quan, tìm thấy cơ hội ngay trong khó khăn. Rất may là vì mình nhìn thấy là ở Việt Nam có những cái hiện tượng như thế rồi, mọi thứ bị lockdown, thử nghiệm thì sẽ không được thực hiện được. Và cái đấy nó sẽ xảy ra ở Mỹ thì mình yêu cầu công ty là ngay lập tức đi xin một cái phép để có thể thử nghiệm. Trước khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, chúng tôi đã nhìn thấy trước và khẩn trương xin giấy phép để có thể tiến hành thí nghiệm trên người, kể cả khi có lệnh phong tỏa. Đó là một lợi thế rất lớn so với những doanh nghiệp vẫn đang loay hoay, gián đoạn sản xuất. Một cái điểm nữa, công ty startup tại thời điểm đấy là rất khó xin vốn. Thì bây giờ mình tiếp xúc với những nhà đầu tư mà người ta có tiềm lực tài chính mạnh hơn rất nhiều. Một trong những lý do tôi chọn đầu tư vào công ty mới, đặc biệt là công ty này, bởi vì tôi nghĩ sản phẩm của họ sẽ giúp được rất nhiều người, kết nối bệnh nhân với bác sĩ trên khắp thế giới. Nhờ biến nguy thành cơ mà trong năm 2020, doanh nghiệp startup của giáo sư Vũ Ngọc Tâm ở cả Mỹ và Việt Nam vẫn tăng 400% nhân sự, thu hút được hàng triệu đô la Mỹ vốn đầu tư để ra mắt sản phẩm trong năm 2021. Việt Nam trong cái giai đoạn Covid này chính là một địa điểm rất là tốt, thậm chí là lý tưởng để cho những công ty startup có thể vượt qua được cơn bão nhanh hơn, có thể phát triển.